cái việc mà họ lựa chọn những cái bao cao su hình thù, những cái hình thù có thể là kỳ quái. Họ chỉ muốn là đem lại những cái khoái cảm hoặc là đem lại những cái sự thích thú, cái sự mới mẻ cho người vợ của mình. Trước khi mà sử dụng thì em nghĩ người chồng cũng nên phải hỏi ý kiến vợ mình đã. Thì họ lại muốn tạo một cái sự bất ngờ. Bởi vì khi mà đã trao đổi rồi ấy, thì cái sự bất ngờ đấy nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Vâng. Tạo được cái sự bất ngờ đấy thì đôi khi lại gây ra một cái sự gọi là phản ứng ngược. Khi mà dùng một chiếc bao cao su thì nhiều người cũng đã chia sẻ rằng là không cảm thấy thoải mái khi mà có một cái vật cản trở như thế rồi. Nữa là bây giờ lại còn dùng đến tận hai cái thì sẽ cái cảm giác chắc là sẽ khó chịu lắm. Giống như là chia sẻ của một người phụ nữ đã gửi về cho chương trình SNS thì đây cũng là một cái chia sẻ mà em nghĩ rất là đáng để chúng ta cần phải quan tâm. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 30 của tôi vừa rồi, chồng tôi hứa sẽ tặng cho tôi một món quà bất ngờ và chỉ tặng khi chỉ có hai người. Tôi thấy vừa buồn cười vừa háo hức vì sự lãng mạn bất ngờ của ông xã. Trong bụng đó chắc mẩm sẽ là một đêm gần gũi nhau khá nóng bỏng. Quả đúng như vậy, nhưng khác với mọi khi. Lần này ông xã muốn tôi nhắm mắt lại, và khi chồng bắt đầu vào cuộc thì tôi thấy đau. Càng lúc càng đau hơn và bị rát. Khi không chịu nổi, tôi mới lấy cớ để tạm dừng một chút, và giật mình khi thấy bên cạnh là một hộp giấy in đủ hình 12 con giáp. Đó là những chiếc bao cao su khủng với những hình thù từ con chuột, con lợn, con trâu cho đến con rắn. Tôi nhìn tôi đã thấy sợ hết hồn vì tưởng chồng trêu mình. Nhưng nhìn chồng tôi có biểu cảm rất hào hứng nên tôi không muốn chồng mất hứng, đành cố gắng giữ trong lòng. Từ sau đêm đó, tôi lấy cớ đèn đỏ để tránh gần gũi chồng. Nhưng thực sự tôi bị ám ảnh bởi mấy cái áo mưa kỳ quái đó của chồng. Qua cái chia sẻ của người phụ nữ này thì anh Phú nghĩ thế nào ạ? Đứng vai trò là một người đàn ông. Với tư cách là một người đàn ông ấy thì anh cũng thấy là tâm lý chung của những bậc đàn ông ấy, những ông chồng ấy thì họ đôi khi việc mà họ lựa chọn những cái bao cao su hình thù, những cái hình thù có thể là kỳ quái. Mục đích của họ khá là tốt, tức là họ chỉ muốn là đem lại những cái khoái cảm hoặc là đem lại những cái sự thích thú, cái sự mới mẻ cho người vợ của mình. Nhưng mà vì rằng là những người đàn ông này họ không dò xét xem là cái ý kiến của vợ, cái cảm nhận đánh giá của vợ ra làm sao. Thế cho nên là cái việc mà sử dụng những cái bao cao su mang hình thù kỳ quái như vậy nó sẽ có những cái tác dụng ngược. Và những cái người vợ dường như là họ sẽ cảm thấy khó chịu với cái việc người chồng sử dụng cái bao cao su mang những cái hình thù nó bất thường như vậy. Đúng rồi, em thấy rằng là trước khi mà sử dụng thì em nghĩ người chồng cũng nên phải hỏi ý kiến vợ mình đã, nên chia sẻ với vợ mình đã xem như là có nhiều liệu ông em chồng có ấy không? Thì họ lại muốn tạo một cái sự bất ngờ. Bởi vì khi mà đã trao đổi rồi ấy, thì cái sự bất ngờ đấy nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Vâng. Đấy thì đúng là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó đúng không? Khi mà tạo được cái sự bất ngờ đấy thì đôi khi lại gây ra một cái sự gọi là phản ứng ngược. Thì cái dường như là không phải là những cái mong đợi mà những ông chồng chờ đón từ những cái cảm xúc của vợ mình. Đấy. Vâng, và ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là thú vị khi mà anh Phú đã chia sẻ cho em những cái câu chuyện mà em nghĩ đúng là chúng ta cần phải xem lại về việc chúng ta trang bị kiến thức như thế nào cho đúng đắn để không gặp phải những cái tình huống như thế nữa, đúng không ạ? Nhân đây thì anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Ngọc đã tạo điều kiện để anh có thể trò chuyện những cái kiến thức rất là bổ ích cho giới trẻ nói chung và cho cánh mày râu nói riêng. Vâng, và cảm ơn anh Phú vì ngày hôm nay đã tham gia về chương trình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, và chương trình SNS đến đây thì xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.